Bị đồn để ý Bình An dù bạn diễn có vợ, Quỳnh Lương nói gì mà dân mạng vỗ tay dần dần. Sau khi hợp tác trong bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu, Quỳnh Lương và Bình An trở thành cặp đôi được khán giả yêu thích bởi màn kết hợp cực kỳ ăn ý. Ở ngoài đời họ cũng là bạn bè đồng nghiệp thân thiết. Quỳnh Lương còn có mối quan hệ tốt đẹp với Phương Nga, bà xã Bình An. Tuy vậy mới đây cô bất ngờ bị khán giả tố để ý tới Bình An khi hai người quay chung một chương trình có sự hiện diện của Phương Nga. Trước nghi vấn này, Quỳnh Lương lập tức lên tiếng, lời đáp trả dứt khoát của nữ diễn viên khiến cư dân mạng không khỏi vỗ tay tán thưởng. Thưa các anh các chị, là cái mắt đấy của em là mắt láo liên nè, mọi người biết là kiểu tham gia cái đấy ấy. Xong quay là mình phải tương tác với bạn diễn, nhưng mà mọi người hiểu cái tương tác bạn diễn, mọi người nhìn cái miệng tôi xem tôi có hát được câu nào không, bởi vì đâu có thuộc đâu, cái đó là hát nhép, còn về sau mình thua hình mình thua sau. Bởi vậy là cứ tương tác qua tương tác lại trong một sự hoang mang lo sợ lo lắng, chứ lướt Bình An làm cái gì. Rồi ai bảo là gì Quỳnh Lương có thể để ý tới Bình An không? Bình An nhá, không bao giờ là gu của Quỳnh. Và Quỳnh nói thẳng luôn, từ xưa nay cái gu của Quỳnh luôn xác định một điều là không bao giờ là những anh em bạn bè làm cùng nghề, kể cả độc thân nhá, chứ đừng nói là những người có vợ nhá. Làm ơn đừng suy diễn dùm tôi, ảnh hưởng tới mối quan hệ nhá.